Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LDG. Ở tập trước, La Phong và mọi người đã vào được trong một hắc động của phong lôi hạp cốc, sang tới nội dung của thuần phệ tinh không tập 112. Sau khi quyết định đi tìm kiếm đội ngũ của Bắc Long Thành, bởi Bắc Long Thành đang thiếu người, họ chắc chắn sẽ chào đón đội ngũ của La Phong. Mặc dù vẫn cần phải đúng thủ tục, thế nhưng vẫn có thể cùng nhau kết hợp để hành động trước. Ở phía bắc phong lôi có một dãy núi thường có cơn lốc lớn cuốn theo một ít khoáng thạch sừng tê. Bởi chưa có lực lượng nào đóng quân ở đây, Bắc Long Thành hẹn đội của La Phong gặp nhau ở đó. Trên đường tới, đội của La Phong gặp được một đoàn người, đó là tiểu đội của Hà Nhược. Tiểu đội Hà Nhược đang bị vào sự vây công của một tiểu đội khác. Tiểu đội Hà Nhược bây giờ chỉ có 2 cấp hàng tinh cấp 9, còn đối thủ lại có tới 5 cấp hàng tinh cấp 9. Song phương phần lớn đều có thương tích, hiển nhiên đã đánh giết rất là điên cuồng. Tiểu đội song phương nhanh chóng chú ý tới việc xa xa có một tiểu đội đang vào tới. Tiếng niệm lực truyền âm vang lên ở bên tai của Hà Nhược. Hà Nhược quay đầu nhìn lại, từ xa đang có 5 thân ảnh bay tới như tia chớp, trong đó có 3 hảo hữu La Phong, Hồng và Lôi Thần, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Hai người Thiết Nam Hà và Ngao Cốt đi đầu tiên, đặc biệt là Ngao Cốt từ rất xa đã phóng xa binh khí niệm lực, hóa thành một luồng lưu quang kim sắc, 2 cấp hàng tinh cấp 9. Tiểu đội bên kia thấy vậy, phụ trợ quang não sớm đã đo lường ra thực lực của đối phương, rút lui. Đội trưởng ra lệnh một tiếng, không một chút do dự, cả tiểu đội này lập tức nhanh chóng thối lui. Mặc dù bọn họ có 5 cấp hàng tinh cấp 9, thế nhưng lại có tới 3 người bị thương. Phải biết rằng, cấp hàng tinh cấp 9 cũng là có mạnh có yếu, người mạnh có thể một đánh với 10 người đồng cấp đồng giai. Trong tiểu đội Hà Nhược có một cấp hàng tinh cấp 9 cực mạnh, đó là nguyên nhân mặc dù bọn họ nằm ở trong thế hạ phong, thế nhưng lại có thể kiên trì rất lâu. Có lúc này, có 2 người vào tới mà đã dám xông tới, chứng tỏ họ rất tự tin. Hai phương đó mà hợp lại, tiểu đội địch quân chắc chắn không thể chống nổi, cho dù có thể ngăn cản, thế nhưng sẽ lưỡng bại câu thương. Tiểu đội địch quân cũng không muốn việc này, do đó họ lựa chọn rút lui. Tiểu đội La Phong và tiểu đội Hà Nhược hội họp. Ngay khi đó, cả lôi đình thế giới đột nhiên chấn động dữ dội, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào cả. Tất cả các tiểu đội đều khiếp sợ. Cả phong lôi hạp cốc hơn 1.000 km², có trên vạn cấp hàng tinh tới để tham gia sát hạch. Ai ai đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bốn phía. Tiểu đội của La Phong và tiểu đội Hà Nhược tự nhiên cũng ngẩng đầu khiếp sợ nhìn chung quanh. Cả thế giới đều đang rung chuyển, cả sơn mạch đang rung lên. Trên vạn người, đám mạo hiểm giả cấp hàng tinh chỉ cần là ở sơn mạch thì cơ hồ đồng thời thấy cả sơn mạch đang vỡ ra. Một động khẩu đen thui tối đen như bị xé rách chợt xuất hiện, một nửa động khẩu màu đen ở trên sơn mạch, một nửa thì ở trong sơn mạch, không gian chung quanh đều bị xé rách quỷ dị vô cùng. Xuất hiện trước mặt mọi người chính là một hắc động, đó là cửa vào thế giới. Lúc này mấy vạn mạo hiểm giả quanh sơn mạch đều đang nhìn vào hắc động đó. Đột nhiên có một âm thanh vang lên, giới trong giới, đây rất có thể là cửa vào giới trong giới. Đúng, giới trong giới chính là giới trong giới. Vô số những người trẻ tuổi cấp hàng tinh, dù đến từ các gia tộc, các thế lực hoặc là các tinh cầu Hắc Long Sơn Đế Quốc, dù tướng mạo khác nhau thế nhưng lúc này ai nấy đều cuồng nhiệt vô cùng. Ai nấy hóa thành những lưu quang, trên vạn luồng lưu quang lao thẳng về phía động khẩu màu đen xa xa. Thấy vậy, tiểu đội của Hà Nhược và La Phong cũng lập tức lao tới hắc động. Giới chủ có thể sáng tạo ra một phương thế giới, còn ở một phương thế giới đó, người này còn kiến tạo thêm một thế giới nữa ẩn giấu trong thế giới này. Thế giới trong cái thế giới đó được gọi là giới trong giới. Khi mà đi qua hắc động là một tinh cầu màu đỏ rực, đường kính tinh cầu vài trăm km, bề ngoài tinh cầu che kín cát sỏi màu đỏ rực. Đây là một tinh cầu đá và cát sỏi, không có một chút sinh cơ nào. Bề ngoài tinh cầu nhiệt độ cao nhất có thể tới trên 3.000 độ, rất không thích hợp cho nhân loại bình thường sinh tồn. Ở trong vũ trụ, loại tinh cầu này có rải rác khắp nơi. Trên tinh cầu đó có một hòn núi cao màu đỏ rực, bão cát thổi qua, núi cao đầy vẻ chết chóc. Ngay khi đó, quả núi cao bất chợt nổ tung mạnh ra, vô số mảnh đá bắn tung ra bốn phương tám hướng. Một thân ảnh tráng hán đầu chọc bao phủ trong ngọn lửa màu tím ngút trời. Ấn đường của hắn có ấn ký ngọn lửa kỳ dị. Thân hình đó là Tạp Bố Giới Chủ, người tạo ra tinh cầu này. Hắn đã lưu lại ở trong giới trong giới. La Phong thì nhìn quanh bốn phía, còn Hà Nhược thì nối với mạng vũ trụ giả định để báo cáo cho tổ chức đã mở mắt ra. Có vẻ hơi áy náy liếc mắt nhìn bọn người La Phong. La Phong, Hồng, Lôi Thần, xin lỗi, ta phải theo lệnh của tổ chức đi hội hợp với những người khác. Lập tức tiểu đội của bọn họ vội nhanh chóng bay đi. La Phong cũng bay lên trên trời, Hồng, Lôi Thần, Thiết Nam Hà, Ngao Cốt bốn người cũng đi theo. Tiểu đội 5 người nhanh chóng phi hành ở trên mặt đất. Lúc trước ngàn vạn mạo hiểm giả dày đặc, thế nhưng chỉ một vài phút phi hành là chung quanh tiểu đội La Phong đã chẳng còn nhìn thấy ai nữa. Giới trong giới thật sự cực lớn, mấy vạn người đi vào quả thực chỉ như là một giọt nước rơi vào biển rộng. Hồng nhìn La Phong rồi nói, lão tam, chúng ta bay như vậy sao? Chỉ có thể như vậy, La Phong giải thích. Giới trong giới là một thế giới vô cùng khổng lồ, ai biết bảo vật giấu ở nơi nào, do đó chỉ có thể mò kim đáy bể, chạy chậm chậm không có mục đích gì. May mà chúng ta có thể dò xét trong phạm vi 20 km, chỉ cần trong phạm vi đó có bảo vật gì thì tuyệt đối có thể phát hiện trước tiên. La Phong hiểu rõ, với giới trong giới mênh mông, phương pháp tốt nhất là như vậy, bay là ở mặt đất, sau đó để ba tháp lục soát trong phạm vi 20 km, mỗi khi có bảo vật liền lập tức báo ngay.
Đại ca, nhị ca, La Phong cười rồi nói, lúc trước Hà Nhược đi theo nhân mã Bắc Long Thành, các ngươi hẳn là đã nhìn ra điểm gì rồi chứ? Lôi Thần gật đầu rồi nói, các thế lực lớn là an bài nhân mã của họ hội hợp liên thủ với nhau rồi, chính là đoạt bảo giới trong giới. Người đông thế mạnh là rất trọng yếu, còn 4 tổ chức lớn, 16 đại gia tộc đều có rất nhiều nhân thủ ở giới trong giới. Một khi tập hợp, họ có thể hình thành ra một đội ngũ mấy trăm người, còn đám người nhỏ lẻ như La Phong không có bối cảnh, nếu tranh với đội ngũ mấy trăm người đúng là thần túy muốn chết. La Phong cười rồi nói, có thể tìm được bảo vật thì tìm, không tìm được bảo vật cũng có thể khai thác vũ trụ tinh. Mỗi một thế giới đều có vũ trụ tinh, thế giới mà chưa được khai phá thì vũ trụ tinh càng nhiều. Đây là một đồng tiền mạnh trong vũ trụ, trong giới cũng không có mãnh thú mà là một thế giới yên tĩnh. La Phong thầm thì rồi nói, vũ trụ tinh là một đống tiền, hơn nữa là đồng tiền mạnh tuyệt đối, còn đáng giá hơn cả đồng càn vu. Bây giờ La Phong rất thiếu tiền, nói đúng ra một khi kim giác cự thú đột phá tới cấp vũ trụ thì La Phong sẽ rất thiếu tiền. Tài khoản đầu tiên do sư phụ lưu lại là 100 ức đồng càn vu, La Phong bây giờ còn lại không tới 50 ức đồng càn vu. Một khi kim giác cự thú đột phá từ cấp vũ trụ bậc 1 trưởng thành tới vực chủ bậc 1 cần 1.000 năm, muốn tiến hóa nhanh hơn cần mua rất nhiều kim loại hiếm hình thành tổ hợp. Tổ hợp kim loại mà cấp vũ trụ cần đắt hơn cấp hành tinh rất nhiều, mà lại cần một số lượng cực lớn, do đó dẫn đến 50 ức đồng càn vu của La Phong nếu dùng tổ hợp kim loại tốt nhất thì cũng không đủ cho sức ăn của kim giác cự thú cấp vũ trụ trong một tháng. Đương nhiên nếu thuần phệ hợp kim bình thường thì rất rẻ, thế nhưng tốc độ tiến hóa chậm, La Phong không có thời gian để lãng phí. Nhân mã gia tộc Nặc Lam Sơn không bao lâu nữa sẽ đến địa cầu, do đó hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất kiếm được tiền bạc để kim giác cự thú tiến hóa nhanh nhất. Lúc này Ngao Cốt đã sử dụng mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu, dùng tốc độ nhanh nhất khoan xuống mặt đất. La Phong cũng theo sát phía sau, Hồng Lôi Thần cũng đi theo xuống. Thiết Nam Hà phụ trách việc xóa dấu vết trên mặt đất, phòng ngừa bị mạo hiểm giả cấp hành tinh khác phát hiện. Tầng đất sâu 1900 thước vẹn vẹn chỉ cần bỏ ra nửa giờ là xong, thế nhưng tới tầng đá phía dưới thì tốc độ lập tức giảm đi. Với tốc độ này thì quá chậm, La Phong cũng có vẻ lo lắng, xem ra chắc phải mất một ngày. Lúc này Hồng nói, La Phong dùng ma vân đằng cầm lưỡi dao nhỏ khoan xuống có lẽ nhanh hơn. Đúng vậy, La Phong sáng mắt lên, đào sâu xuống mặt đất tạo thành một thông đạo rất khó di chuyển, thế nhưng để cho một dây leo xuyên vào lại dễ hơn nhiều. Ngao Cốt lưỡi ra phía sau, La Phong liền nói, Ngao Cốt vội vàng tránh qua một bên. La Phong đi lên trên đầu, tâm ý vừa động, ma vân chiến y vốn dán vào da lập tức kéo dài ra một cây dây leo, đồng thời thì bao cổ tay vốn ở trên cổ tay nhanh chóng cuốn vào cây mây dài này. Hơn nữa bao cổ tay còn thu nhỏ lại, bao cổ tay này là nơi Ba Ba Tháp ở, cũng có không gian chữ vật của Ba Ba Tháp. Cây mây dài này nhỏ thế nhưng lại rất cứng rắn, đầu mũi còn có dây nhỏ, những dây nhỏ cuốn chặt lấy mảnh vỡ xích hồng đồng mẫu nhanh chóng kéo dài xuống phía dưới. Vậy là tập phim của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó như thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.